Cưng. Cái cảm giác lần đầu tiên của em ngồi cạnh bên anh chứ. Vâng, và bây giờ sẽ đến lượt của đội dài và ngắn chờ lựa chọn bốn khán giả ở đội đối thủ. Xin mời ạ. Độ mà mặt căng dễ sợ luôn á. Căng quá. Thấy rồi, cái người tôi để ý rồi. Để rồi. Xin mời, 90 giây, bắt đầu. Ủa sao không ai biết vậy? Chẳng kỹ ai biết vậy? Trời, cô miếm miếm nữa kìa. Cưng. Chúc mừng, chúc mừng. 10 giây, chị nhanh lên, chị phải nhanh lên. 90 giây rồi. Để có chạy, phải đi tìm đi hết thời gian à. Ơi em có một mặt. Đó mẹ bổ trí rồi, mẹ có chị Phi Phụng đó. Phụng thôi, mình đã tập Phi Phụng. Cái cảm giác lần đầu tiên của em ngồi cạnh bên anh như thế nào? Ô, còn một người nữa anh ơi, cố lên. Trời ơi, đội mình dễ nhảy cười quá. Đó, thôi, nó cười đó. Dùng hết nhưng đã có bốn cái giả bật cười. Em không ngờ là phần của mình nó lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Chị có nghĩ là nó dễ dàng vậy không? Chị không có nghĩ. Hên xuống em ơi. À,